Trong 6 tháng năm 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao được trên 4.000 ha, đạt 66% kế hoạch năm. Lý kế đến nay, Thanh Hóa đã tích tụ tập trung được gần 54.000 ha để sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao. Nhiều mô hình tích tụ tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao tại các huyện như Yên Định, Hoàng Hóa, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Nga Sơn, Nông Cống, tăng giá trị thu nhập từ 1,2 đến 1,5 lần so với sản xuất thông thường. Các mô hình tích tụ đất để trồng cây quả có mối tại huyện Thọ Xuân, Thạch Thành, Như Xuân cho thu nhập 500 triệu đồng hecta, lợi nhuận đạt 350 triệu đồng hecta. Các mô hình nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao ở các huyện ven biển cho thu nhập hàng tỷ đồng một hecta mỗi năm hiện ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp và triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức cá nhân tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn công nghệ cao